Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện setup trên một size hồ là 1x2 với phong cách là nature. Thì phần hồ mình đã chuẩn bị ở phía sau. Bây giờ mình sẽ thực hiện công việc là setup vào trong cái hồ của mình. Thì mời các bạn theo dõi quá trình mình thực hiện. Như vậy là quá trình setup bố cục của mình đã được hoàn thiện. Thì ở đây á, thì mình lựa chọn thêm một phong cách là nature. Thì nature đó là phong cách là thiết kế dựa theo đặc điểm của lũ và đá để tạo cái sự tự nhiên cho cái bố cục của mình. Thì ở đây á, trong quá trình sắp xếp á, thì mình sẽ chọn một cái nhánh lũa làm cái chủ đạo của mình. Thì ở đây là cái gốc lũa bự nhất đây, mình đập dọc theo cái bố cục của mình. Thì từ theo cái góc lũa đó thì mình sẽ chọn một cái loại bố cục trong cái phong cách nature, đó là bố cục tam giác. Bố cục tam giác là một bố cục nó có cái điểm nặng hay là cách sắp xếp lũa đó, nó sẽ nặng về một bên và nó có hình dạng là một tam giác, và phía đối diện của nó đó là phần thoáng phần nhẹ, nó chỉ có bố trí một ít lũa và đá để nó tạo cái sự cân bằng hơn cho cái bố cục của mình. Sau khi chúng ta có nguyên liệu chính, chọn được cái bố cục mình muốn thiết kế, thì mình sẽ bắt đầu là tham khảo những cái ý tưởng, những cái khung cảnh ở ngoài thiên nhiên, ví dụ như là những cái con suối hay là những cái bờ sông hay là những cái khu rừng ngập mặn, bằng cách là tham khảo trên Google hoặc là trong tạp chí. Sau đó mình sẽ tìm một cái ý nào đó nó phù hợp với cái góc lũa chính của mình, rồi đó mình sẽ phát triển theo. Thì ở đây á, là mình sẽ muốn thể hiện là một cái con suối già ở trong rừng, nó có những cái thân cây này hay là những cái gốc cây lâu năm nó bám theo dọc theo cái bờ đá, hay là nó ngã xuống, những thân cây già nó ngã xuống và nó bị quá lũa đi. Và phía bên trên đây là những cái vực này, mình đang thể hiện những cái vực, đây là những cái bờ vực đá nó triền theo những con suối, và bên trên hay là phía bên trên cao là những cái thân cây, đây là những thân cây này, là những cái tán cây ở trong rừng. Bây giờ cái ý tưởng mình đã xong, thiết kế layout đã xong. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ vào nước vận hành hồ để tiếp tục là nghiên cứu về cái việc là chọn lọc cây như thế nào để trồng phù hợp cho cái bố cục của mình. Trong cùng chạy cycle cũng như là chăm vi sinh HWO thì chất lượng nước trong hồ đã trong cũng như là hết màu của lũa, thì bây giờ mình sẽ tiến hành công việc là rút nước và trồng những cái dòng cây thảm nành và cây hậu cảnh cho cái bố cục của mình. Thì ở đây trong quá trình mình ngâm lũa thì mình có sử dụng cái giấy nana batik và dương sỉ để điểm vào những cái vị trí ở trên thân lũa. Phần cây ở tiền cảnh và trung cảnh là mình có trải một cái lớp này, nên là mình sẽ sử dụng là chân châu nhặt để sử dụng làm cái cây này cho ở cái lớp tiền cảnh. Lớp cây này chân châu nhặt mình đã cắm xong, thì mình sẽ cắm sát ở mặt kính phía trước và nó sẽ giảm dần về mặt kính ở phía sau. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm một ít là ngưu mai chiên cao để tạo ra những cái bụi cây trên cái lớp này của cái bố cục của mình. Những cái bụi ngưu mai chiên ấy thì chúng ta nên cắm thành những cái bụi bự và nó có khoảng cách với nhau để tạo ra những cái đường cong, tạo ra những cái bụi cây nó nhấp nhô để cái bố cục nó trở nên sinh động hơn. Tổng thể cái bố cục của mình thì đang sử dụng những cái dòng cây nó có tông màu xanh. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái dòng cây là Sobolo để tạo cái điểm nhấn cho bố cục của mình. Thì ở đây đó thì mình đang sử dụng là lá cạn. Đây là cái lá nó có màu xanh nhưng mà sau một thời gian nó chuyển về lá nước, nó sẽ ra màu là đỏ hồng nha. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào vị trí những cái phần mà nhờ những cái phần tiếp giáp giữa lũa và ngưu mai chiên. Vị trí cây Sobolo mình vừa cắm xong thì phía sau nó còn một cái khe sát với cái kính, thì mình sẽ sử dụng cỏ tăm và cỏ tắp để cắm những cái phần phía sau để làm cây hậu cảnh cho cái bố cục của mình.
bên phải của mình là cỏ tóc và bên trái là cỏ tranh. Thì cỏ tranh đó là cái bề mặt lá nó rất là bự, nên khi cắm chúng ta cũng cân nhắc cái vị trí nó phù hợp trong cái bút cục rồi hãy cắm vào. Xin chào mọi người nha. Thì sau 3 tháng á, giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết sau khi mình trồng cây cho cái hồ 1m2 của mình theo một phong cách là nature. Và dòng cây chủ đạo ở trong đây là mình sẽ sử dụng một cái thảm này là trăng châu Nhật kết hợp với rêu là rêu Rica. Và những cái cây hậu cảnh ở phía sau là mình sẽ sử dụng những cái dòng cây là cắt cắm nhưng mà cái loại là thân nó cứng. Vì sao gọi là thân cứng? Bởi vì những cái thân đây nè nó rất là cứng. Đó, nó rất là cứng, cứng cáp. Và cái lá nó sẽ rất là bự. Chi tiết cây thì ở đây mình sử dụng đơn giản thôi. Phía trước là trăng châu Nhật. Đây là một cái dòng cây nó khá là cổ điển, được ít người chơi do cái tốc độ phát triển rất là nhanh và nó cũng hơi là khó trồng. Còn có thì ở phần lớp cây thứ hai đó là những cái cây trung cảnh hay là những cái cây mà mình gắn ở trên lũa thì mình sử dụng những cái dòng cây đơn giản thôi, ví dụ như là rêu Java nè, UXFIT nè, hoặc là một ít là rêu Mini Bilia. Ngoài ra thì để cái tạo cái phần lũa mình nó có điểm nhắn hơn thì mình sẽ không quá lạm dụng cái phần rêu để che đi cái phần lũa. Mình sẽ sử dụng những cái chi tiết lũa nè, thô mộc nè, đó, để tạo điểm nhắn và giúp cho cái phần lũa nó nổi bật trên này của phần rêu. Thì những để kiểm soát đây, những cái phần rêu đây thì mình khá là xuyên tỉa rêu, thường là một tuần đó, mình sẽ tỉa 1 đến 2 lần để cái phần rêu nó ôm sát vào phần lũa. Rồi kế tiếp đó, là mình sẽ sử dụng những cái dòng cây là rấy. Đây là những dòng cây phát triển chậm, mình rấy đây, mình đang sang vào những cái gốc đây. Nhưng mà lưu ý ấy, thì đây là một cái hồ kích thước rất lớn để tạo cái điểm nhấn và thu hút thì mình đừng có nên rải rác cái phần rấy ra mà mình trồng theo từng cụm. Ví dụ như đây mình trồng một cụm rất là lớn và đây mình chia theo từng cụm. Lớp cây bên trên hay còn gọi là những cái phần cây nó có những cái tán lũa vươn ra thì mình sẽ kết hợp những cái dòng dương sĩ. Ở đây là mình sẽ sử dụng là dương sĩ châu phi mini nè. Đây là cái tông màu nó khá là hơi là xanh đậm thì để tạo cái điểm nhấn hơn thì ở đây mình sẽ sử dụng một ít cái dòng cây như là đây là cây cần trôi nha. Đây cái lá nước thì cái cây này á thì cái tốc độ nó phát triển nó khá là nhanh nên là mình lưu ý là mình sẽ không cắm trực tiếp ở trên cái lớp này, mình phải trồng ở trong những cái hốc cây này để cây nó hút dinh dưỡng trực tiếp trong nước thôi chứ không ở dưới cái lớp này. Về phần cây hậu cảnh thì ở phía sau thì để tạo màu sắc đi thì mình sẽ sử dụng những cái dòng cây nó có tông màu là cam. Ví dụ như ở đây là cây táo đỏ này, còn đây là cây sao Paulo. Đây là một cái dòng cây khá là mới được anh em miền Nam là mới ươm và nhân giống ở trong thời gian gần đây. Đây là hình thái mà lá nước nha, còn đây là hình thái lá cạn của nó. Về phần cây hậu cảnh thì mình cũng lưu ý một vấn đề. Thì ở đây á, là một cái bố cục dạng là tam giác nên mình sẽ trồng cây nó nặng về phía bên ta trái của mình hơn và phía bên ta phải, thì để tạo cái sự yếu tố là chuyển tiếp thì mình cũng có sử dụng những cái mô típ cây tương tự như ở phía bên ta trái nhưng mà sẽ sử dụng nó có cái tầm thấp hơn. Về cái cách là mình mix cây hay gọi là phối cây thì mình sẽ đan xen với nhau, ví dụ như là mình trồng theo khoảng cách là ô cờ, ví dụ như 2cm 2cm là mình trồng xen lẫn giữa các dòng với nhau. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng những cái dòng cây như là tiểu bảo tháp nè, hay là cây bạc đầu bông nè, hay là cây hay là tiểu trúc diệp nè, và một ít là cây là hồ lý cao nè, cái cây mà nó cái phần ngọn nè, phần ngọn nó vươn dài đây. Đây là cây hồ lý cao nha. Thì đây là những dòng cây nó khá là mới và được ít anh em biết. Khi mình đã trồng cây xong thì mình cũng đã chia sẻ về những hình ảnh đó, thì chắc chắn sẽ có nhiều anh em hỏi mình một vấn đề, đó chính là mình sưu tầm đâu những cái dòng cây như vậy và cách làm sao để mình phối được. Về cách sưu tầm á, thì mình là một người chơi lâu năm nên mình sẽ quen biết rất nhiều anh em trong giới thủy sinh, ví dụ như là trại hay là anh em mình qua cái trại này mình sưu tầm được một cây, mình qua anh em này mình lấy được một cây. Vì là mình mix dần dần thì mình sẽ có quá trình trồng cây á, của mình á, thì nó sẽ không phải là trồng một lúc là nó hoàn thiện liền, mà mình trồng hôm nay mình trồng 1-2 loại, hôm kia mình trồng 1-2 loại tiếp, và hôm sau nữa mình trồng những cái dòng cây tiếp theo. Sau đó mình sẽ quan sát những cái dòng cây đó nó phối với nhau nó có được hợp lý không. Nếu không hợp lý thì mình sẽ gỡ ra và mình thay một cái dòng cây đó. Thì quá trình đó được lặp đi lặp lại. Cảm ơn mọi người đã theo dõi những cái chia sẻ của mình. Thì chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình.
và cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông để tiếp tục theo dõi những video mới của mình. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Thí Sinh Kê Là Nhà.